rồi. Dạ. Tao không biết uống mà tao thấy tụi bay uống anh. Uống đi anh Năm, uống đi anh Tư, trời ơi vui quá đi. Dạ, con mời thím, mời mấy chú, mời mấy anh. Ơi, đào tươi ghê vậy, cảm ơn con nha. Rồi nhỏ gái giỏi thiệt luôn á. Này, nãy giờ là để ý rồi đó. Bưng ra bưng vô mấy lần. Trời ơi, tao đi nãy giờ rồi, ngon lắm. Ờ không, dễ thương á. Happy, cú quá lúng lý. Còn ai ta? Chắc phải hỏi Tư. Chị Tư, chị Tư. Hả? Con ai vậy chị Tư? Con Thảo, con của ông Năm sống trên. Nói nghe nè, chưa có bồ đó, được không? Là mai cho. Dạ, em mời hai anh. Ôi, người đâu mà hiền dịu, dễ thương, thục nữ, đúng gu em luôn á, cái quê. Nói chuyện nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Thiệt quá. Ừ. Thảo, cho về Tư can đi. Trời ơi, tự nhiên đang ăn uống ngon lành mà con nó dám bóp mông của kìa, bữa nay hả, con đánh cho nó chồng lại mấy cái rau luôn, cho nó lội ta khỏi bóp mông mày luôn. Thôi 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 thôi, ăn uống đi mấy con. Uống này chú Năm, chú Hoài uống đi. Ừ trời ơi, ăn đi trời ơi, đâu có gì đâu. Dạ. Dạ không có gì đâu, mọi người tự nhiên đi. Ơi thôi thôi thôi, mình vô đi, 100% nha mọi người nha. Vô vô vô. 100% vô. Sao tự nhiên hồi nãy đang dễ thương, đang nhẹ nhàng mà tự nhiên có vỏ ngang vậy anh hai? Ai biết. Thôi ăn đi. Từ cái vòng này mà về, mà cưới về nó quýnh mình chắc bề mình luôn quá. Ăn đi, nó nhìn nghe nó quýnh mày bây giờ. Trời ơi, công nhận nha, uống cái bia này vô á, giờ cái má con nó rần lên não luôn. Bây giờ á, con có thử thách này nè. Ai á mà uống hết 3 lon bia trước con á, thì con sẽ hát tặng người đó một bài hát. Ai cho không? Ai cho không? Giơ tay. À, ăn chơi. Ơi quá. Dì Tư, ăn chơi á. Không có. À, còn nếu như mà người nào uống thua em á, thì em sẽ búng lỗ tai người đó 10 cái. Trời ơi, không? Trời ơi, cái lực của nó hồi nãy nó quýnh lần kia vậy mà nó búng lỗ tai em chắc văng lên quỹ ban xã luôn quá. Có cháu Dì Tư. Thằng An, giơ tay lên liền con. Dì Tư. Trời, giơ tay lên liền con. Ăn chơi á. Ăn chơi tới công chuyện luôn. Không biết uống bia đâu mà chơi. Thôi ăn đi. Trời ơi. Sụ tay luôn rồi. Ba lo nha. Trong vòng 2 phút là anh phải nhanh hơn em nha. Ok không? Ok. Bắt đầu nha. 1, 2, 3. Dũng cảm lên con. Stop. Cô tuổi thìn hay gì mà cô uống bia như rồng uống nước vậy? Tuổi sao bà đó? Ủa? Sao anh chưa uống nữa? Uống đi. Không biết uống bia đâu mà uống. Uống gì ăn? Mày làm gì Tư mất mặt quá con. Uống cái đi đàn ông mà. Uống đi hết, uống. Còn thời gian đó, nhanh lên. Vô, vô. Gần hết rồi, cố lên, cố lên. Cố lên. Wow. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, sao vậy, sao vậy? Ôi, sao vậy, sao vậy? Rồi. Xỉn rồi, trời ơi. Cái gì mới nửa ly sao gục rồi? Nó yếu lắm. Trời ơi, không uống được bia mà bà Dì Tư bà ép uống chi, nhức đầu quá trời nhức đầu. Vậy sao mốt dám về nữa? Ông anh hai ông đâu rồi ta? Quay đâu rồi? Ồ, nhà không có người hả? Sao vậy? Tốt. Gì con muốn gì? Gương mặt baby trắng trẻo xinh xẻo. Trời ơi, tôi thích anh rồi đó nha. Gì vậy? Mặc dù á chỉ gặp một lần ở đám giỗ thôi, nhưng mà tôi đã tương tư anh. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh ác lắm đó nha. Anh đã cướp lấy trái tim của tôi. Gì vậy? Hở hở bên tim hả? Rồi rồi, đục quỷ, đục quỷ, đục quỷ rồi, đục quỷ, đục quỷ. Không. Trái tim tôi nó đang thổn thức vậy. Gì? Anh có nghe là đập không? Không có làm gì tôi. Cái gì hả? Thì tôi thích anh á. Tôi mà đã thích ai rồi á, là tôi sẽ chiến thắng người đó cho bằng được. Nhưng mà tôi không có thích cô, tôi không có thích cô. Ôi, nhà này không có ai hả? Mặc dù không có ai, nhưng mà tôi
sẽ không làm điều gì xấu xa với anh đâu. Mà tôi sẽ chinh phục anh, làm cho anh tiêu đổn và lòng tôi. Trời ơi, tôi chơi rất là đẹp đúng không? Ủa như vậy là đang xúc phạm tôi đó. Cái gì mà vô nhà người ta xà nẻo vậy trời? Hên cho anh đó. Tại vì có người, tôi là con gái thì tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Tôi sẽ không làm gì anh đâu. À, tôi hả? Tôi đến đây là để chinh phục em trai của anh. Còn anh nữa, nhớ đó, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Trời ơi, tôi sẽ làm cho anh mê tôi. Trời ơi, tạm biệt, bye bye. Trời ơi, sao mày thấy ghê dữ vậy trời? Trời ơi, đẹp mình. Này ơi, cứu em. Cứu gì mà cứu mày? Mày tự mày lo bây giờ sao mà cứu được? Trời ơi, đúng lúc đầu em thích nó thiệt. Nó đẹp, nó dễ thương, thấy nó ngoan hiền. Mà ai ngờ nó có vỏ ở đâu. Thôi mày ơi, mày tự lo đi. Mày nghĩ nó vừa hung dữ, nó có vỏ nữa. Vô nó quýnh đầu sao mày nhớ thằng hồi sáng ở đám vỗ không? Nhớ, bởi vậy em mới sợ nè. Ủa? Em mới về nè. Ủa, Cục Vàng, trời, tới công chuyện. Đi vô ăn cơm. Cục Vàng tao về rồi, cởi mày đi. Bỏ em vậy. Bỏ em một mình nó quay lại đó. Chung thả miệng ra nè. Nhức đầu quá. Miếng thôi, năn nỉ một miếng thôi nè. Ngoan quá trời luôn. Đã không biết uống bia rồi mà còn bị ép nữa. Giờ đổ bệnh thấy không? Ừ, bệnh luôn. Tôi nghe xong rồi tôi về liền luôn á. Ừ, bệnh liền. Ê! Ê! Mày về nào vậy? Mày với anh em là sao vậy? Gì vậy má? Thì ông mang bộ của tôi thì tôi về nhà xong rồi tôi ổng bệnh cái tôi qua chăm luôn. Ê, làm gì vậy? Nó dùng khí công đó, nhỏ nó nói công đó, con nó thâm hậu lắm đó. Ê, đụng chuyện anh hai ơi. Gì vậy? Anh đứng đây cho tôi. Anh cũng đứng đây luôn. Hôm nay tôi phải nói chuyện với con Trinh đó, giải quyết thông thẳng mới được. Ê, liên quan đi. Cái gì trong đây vậy? Ê, mày làm gì? Mày làm gì tao à? Hôm nay tao với mày sẽ nói chuyện rõ ràng như hai người phụ nữ với nhau. Mày dám cướp bồ tao hả? Phá cửa vô! Phá cửa vô! Cái gì vậy? Trời ơi, có sao anh ơi? Anh có nói cho tôi. Chạy! Anh em đứng lại đó cho tôi. Trời ơi, tao điên luôn. Anh, có sao không? Anh đứng lại đó, anh không có thoát khỏi tay em đâu. Anh quên là em có vỏ hả? Em chạy nhanh hơn anh gấp nhiều lần luôn á. Vỏ của cô là kỳ môn độn giáp, cô biết độn thổ hay gì mà từ bên đó cô chui qua đây lẹ vậy? Bí mật. Bây giờ cô muốn cái gì cô nói đại đi. Muốn gì đâu, em chỉ muốn chinh phục anh thôi à. Anh mà càng cự tuyệt á thì em thấy anh á chỉ nên hào đừng giận. Đừng mà sợ ma mà. Cứu tôi ra, cứu tôi với, cứu em anh này ơi. Trời ơi, anh sợ lắm. Dạ, con nó xiết cái bụng. Trời biết con lúc chút đó em nhìn em còn sợ nữa mà. Mà đi hù người ta vậy? Chứ tao không làm gì mà nhắm cái người phụ nữ ấy tha cho mày hả? Nè, tôi nói bà ngang, tôi biết cái điểm yếu của bà rồi. Bà muốn mà đu đu cùng em, tôi quăng này vô người bà. Em không dám nữa đâu, anh đừng có quăng. Chị buông tôi ra, chị buông ra đi. Cô biết sợ chưa? Tôi nói cô nghe nè, tôi cũng sợ cô như cô sợ sâu vậy đó. Tại vì cái gu người yêu của tôi không phải là cô. Thiệt á, đừng có bỏ thời gian ra mà đi thích một cái người mà không thích mình, mất thời gian của mình thôi. Em biết rồi, em xin lỗi anh. Thôi, tụi vậy vậy sao á, em không làm phiền anh nữa. Ừ. Mình bắt tay làm bạn nha. Làm bạn cũng được. Cái gì sau này dạy giỏi tôi. Bạn đi con, bye. Chết bị giật rồi. Thôi tay luôn.
Ủa mà sao anh hai biết sợ sâu mà đem hù nó hay vậy? Nè, nhờ chị Trinh mày nè, chứ tao không biết đâu. Bộ quên chị cũng là dân xóm này mà chị chơi chung với nó từ nhỏ tới lớn nữa, sao chị không biết được? Ồ, vậy là chị Trinh vì trai phản bội lại bạn cũ thời ấu thơ. Ê, nói kiểu đó là mai mốt nha, tao cho nó ha, theo mày nữa đó. Hãy phản bội, hãy phản bội. Thôi đi về, chở em đi coi bệnh viện con có sủi cái tay, có sức cái khớp nào không nè. Về. Vỗ cái gì vụ khớp luôn à. Trời ơi, trời ơi. Tôi mà đã thích ai rồi á, là tôi sẽ chiến thắng người đó cho bằng được. Nhưng mà tôi không có thích cô, tôi không có thích cô.